Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với Viện Gaming. Cũng như SteamOS, Windows hay bất cứ hệ điều hành nào cũng vậy, việc sử dụng các phím tắt sẽ giúp cho anh em thao tác nhanh chóng hơn, sử dụng được nhiều tính năng mà không phải mày mò vào một setting của máy rất mất thời gian. Vì vậy, để tiếp tục series hướng dẫn Steam Deck, thì mình sẽ giới thiệu đến anh em các combo phím tắt hữu ích nhất cho anh em khi sử dụng máy nhé. Nào cùng bắt đầu thôi. Bên mình, Học viện Gaming Shop hiện cũng đang có sẵn hàng Steam Deck giá tốt, hỗ trợ cài đặt tối ưu máy cho anh em yên tâm mua và sử dụng. Chi tiết anh em có thể tham khảo website hocviengaming.vn hoặc inbox cho mình qua các kênh mạng xã hội mình có để link ở phần mô tả của video. Rồi, đầu tiên mình sẽ nói những cái bộ phím tắt ở bên chế độ Game Mode nha. Ok, khi mà anh em đang ở trong game như thế này mà ví dụ như game bị đứng, không thao tác được, không thoát ra được luôn á, thì anh em có thể sử dụng tối ưu phím là bấm giữ nút Steam và nút B cùng lúc cho tới khi là game nó sẽ tự động thoát hẳn ra ngoài, giống như là chúng ta sử dụng cái tổ hợp phím Alt+F4 ở trên máy tính vậy đó. Khá là tiện lợi khi mà game bị đứng không phản hồi, đúng không nào? Khi anh em chơi game mà gặp phải những chi tiết quá bé hay là chữ quá bé như là tựa game Disco Elysium thì có thể sử dụng cụm phím tắt là giữ nút Steam và nút L1 để phóng to màn hình lên, đọc chữ giờ dễ dàng hơn rồi, đúng không? Đây, như mình đang ví dụ ngay trên tựa game Uncharted cho anh em xem. Nếu như cần nhập liệu gì đó trong game như là đặt tên nhân vật hoặc là bàn phím nó không tự động bật để anh em nhập liệu thì có thể sử dụng tổ hợp phím là giữ nút Steam và nút X. Tổ hợp phím tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đó là khi anh em giữ nút Steam và bấm nút R1 thì anh em có thể chụp màn hình nhanh, hữu dụng khi mà ở ngoài màn hình giao diện SteamOS hoặc là đang trong game ha. Ở chế độ Game Mode thì nếu muốn anh em vẫn có thể điều khiển chuột bằng cách là giữ nút Steam và rê cần analog stick bên phải như thế này. Thì khi đó anh em vẫn giữ nút Steam nha, bấm nút R2 thì sẽ là chuột trái. Còn bấm nút L2 sẽ là chuột phải nha. Bộ combo hữu ích cuối cùng ở chế độ Game Mode đó là khi anh em giữ nút Steam và gạt lên ở analog stick bên trái thì sẽ là tăng độ sáng. Còn gạt xuống nghĩa là giảm độ sáng nha. Rồi trở qua bên desktop mode thì chúng ta sẽ sử dụng touchpad bên phải hoặc là cái analog stick bên phải như là thao tác rê chuột vậy đó. Anh em muốn bấm chuột trái thì ấn xuống ở touchpad bên phải nha, hoặc là bấm nút R2. Còn chuột phải sẽ là L2. Steam Deck còn trang bị cho chúng ta một bàn touchpad bên trái thì công dụng sẽ là cuộn trang lên xuống khi chúng ta lướt web, rất hữu ích nha. Còn ấn xuống ở touchpad bên trái này là công dụng của nút chuột giữa, phù hợp để đóng tab nhanh trên trình duyệt đấy. Ngoài ra thì anh em có thể xem toàn bộ layout nút và tùy chỉnh sao cho phù hợp với thói quen sử dụng của mình bằng cách là vào phần mềm Steam, bấm nút Steam ở góc trái, Setting, Controller, Desktop Layout, bấm vào View Layout. Rồi và đó là những phím tắt hữu ích giúp cho anh em sử dụng Steam Deck tốt hơn, thao tác nhanh hơn. Tất nhiên là vẫn còn rất là nhiều combo phím tắt khác mà anh em có thể xem thêm. Ví dụ là ở Game Mode thì anh em bấm giữ nút Option. Còn ở Desktop Mode thì View mục này mình vừa mới hướng dẫn nha. Và mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới trên YouTube Học viện Gaming. Bye bye!